Đầu tiên vào những năm 2013 tại châu Âu thì người ta chứng minh được cái tính hiệu quả, tính an toàn của thủ thuật ở cái nghiên cứu lần đầu tiên trên người. Một cái công bố của Van Cleef và Cộng sự là trên JACC năm 2022 theo dõi trong vòng 3 năm với cái số lượng bệnh nhân khiêm tốn thôi thì nó chứng minh được đây là cái hiệu quả của nó trên nhóm đối tượng bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị và cái biến cố mà không mong muốn của nó gặp khá là thấp, và nó chứng minh được cái hiệu quả hạ huyết áp không chỉ ở con số huyết áp tâm thu, tâm trương tại phòng khám mà nó còn thể hiện ở trên đo huyết áp lưu động trong vòng 24 giờ. Thế thì hiện nay cho đến nay thì cái hướng phát triển của cái thiết bị này hiện nay người ta đang chờ đợi cái nghiên cứu công bố. Năm 2019 thì người ta đã ra đời cái thiết kế nghiên cứu của CAM2 cũng như CAMSTAT, và người ta sẽ tiến hành nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi đa trung tâm đến khoảng 60 trung tâm ở 300 bệnh nhân, và nghiên cứu này được tiến hành và thiết kế năm 2019 và có lẽ theo thời gian thì theo dõi trong vòng 5 năm thì người ta sẽ công bố vào cuối năm 2024 này. Thế thì đi đến biện pháp thứ ba mà chúng ta cũng có thể cân nhắc, đấy là liệu pháp về điều hòa thần kinh tim. Vậy thì cái cơ sở sinh lý của nó là gì? Là nếu như trong trường hợp bệnh nhân có nhịp xoang thì khi mà chúng ta thay đổi cái thời gian trễ nhị thất thì nó có tác dụng điều hòa, điều chỉnh được cái khả năng đổ đầy thất trái, và khi chúng ta điều chỉnh cái đổ đầy thất trái, tức là điều chỉnh cái tiền tải thất trái này bằng cái cách mà chúng ta thay đổi cái khoảng nhị thất này thì nó sẽ có tác dụng hạ huyết áp. Tuy nhiên cơ thể sinh học của con người nó có một điểm đặc biệt là nếu như chúng ta gây ra cái phản xạ hạ huyết áp, cái chuyện mà chúng ta giảm đổ đầy tiền tải thất trái thì nó sẽ có sự hoạt hóa bù trừ của hệ thống thần kinh giao cảm qua đường nhận cảm áp lực, và vì vậy nó sẽ gây một cơ chế phản xạ về tăng huyết áp. Vậy thì cái hệ thống này nó sẽ có tác dụng như thế nào? Thì đây là một cái hình minh họa cho thấy được rằng khi mà chúng ta thay đổi cái khoảng đổ đầy của tiền tải thất trái, sự thay đổi của điện tâm đồ tương ứng cũng như là sự thay đổi của áp lực trong lòng mạch khác nhau, thì cái hệ thống này là hệ thống Mirrorator, là một cái máy phát xung hai buồng đáp ứng theo nhịp tim, và người ta thay đổi lập trình để thay đổi điều chỉnh nhịp tim với các thời gian thay đổi xen kẽ, tức là gì, là một cái chuỗi nhịp từ 8 đến 13 nhịp với cái thời gian trễ nhị thất ngắn để làm cho cái tác dụng hạ huyết áp và ngăn ngừa cái chuyện phản xạ tăng huyết áp lại bằng cách người ta sẽ điều chỉnh 1 đến 3 nhịp tiếp theo với thời gian trễ nhị thất dài hơn. Và cái hệ thống moderator này được thiết kế, có lẽ nó có một cái lỗi phông, em xin phép được trình bày tiếp. Cái nghiên cứu này của Noisy năm 2017 thì lần đầu tiên người ta thực hiện là người ta dựa trên một cái nhận xét là 70% số bệnh nhân đã được cái máy tạo nhịp thì có tăng huyết áp, và một tỷ lệ cao trong số đó là những trường hợp bệnh nhân tăng huyết áp tâm thu đơn độc. Thường ở những bệnh nhân cao tuổi thì thường đi kèm với nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Thế thì cái nghiên cứu đầu tiên mà người ta đã tiến hành là nghiên cứu Moderator 1 trên 27 bệnh nhân tăng huyết áp có chỉ định cái máy tạo nhịp và dùng tối thiểu là hai nhóm thuốc hạ huyết áp khác nhau, thì người ta thấy rằng nó cũng có hiệu quả hạ huyết áp ở trên con số huyết áp tâm thu tại phòng khám cũng như là con số huyết áp tâm thu khi theo dõi huyết động 24 giờ. Và người ta thấy rằng là cái mức độ hạ huyết áp tâm thu này tương ứng khoảng đâu đó khoảng 10 mm thủy ngân và khoảng 78 và cái tỷ lệ đáp ứng nếu với cái con số mà chúng ta coi rằng huyết áp tâm thu hạ được khoảng 5 mm thủy ngân là khoảng 85%, và nếu với tương ứng 10 mm thủy ngân với con số huyết áp tâm thu là tương ứng với khoảng 70 là 74%, và trong thời gian theo dõi thì có hai trường hợp để thay vì hạ huyết áp thì nó lại tăng lên. Thế thì đó là một cái nghiên cứu đầu tiên là nhãn mở và người ta theo và tiếp theo đó thì người ta đang tiến hành cái nghiên cứu Moderator 2, làm nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi đa trung tâm tại chín trung tâm tại châu Âu, và người ta đánh giá cái mức độ hiệu quả và an toàn của cái hệ thống moderator này do Blackbeard cung cấp ở những trường hợp mà bệnh nhân với cái đặc điểm của bệnh nhân đa số là cao tuổi trung bình khoảng 75, khoảng tỷ lệ mà cấy máy tạo nhịp lần đầu là khoảng 70% và tỷ lệ bệnh nhân đa số là khoảng 84% là có trường hợp tăng huyết áp tâm thu đơn độc đơn thuần mà thôi. Và cái kết quả này khi trong thời gian theo dõi của họ từ 3 đến 6 tháng và đảm bảo và được tiến hành đo huyết áp lưu động trong vòng 24 giờ thì người ta chứng minh được rằng nó có hiệu quả cho việc hạ con số huyết áp tâm thu đơn độc. Một cái điểm đặc biệt so với lại cả các cái liệu pháp trước là đối với trường hợp đối tượng của nó là những trường hợp bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị thì cái hệ thống này nó lại đáp ứng ở trong những trường hợp bệnh nhân tăng huyết áp tâm thu đơn độc. Và một điểm đặc biệt nữa đấy là chúng ta đặc biệt lưu ý trên những bản Holter huyết áp là nó có cái chỉ số pan pressure, tức là chênh lệch của áp lực huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương, và nếu trong trường hợp mà cái chỉ số này nó cao thì là một yếu tố tiên lượng độc lập về các cái biến cố tăng huyết áp. Và vì vậy với cái hệ thống moderator này trên những trường hợp bệnh nhân tăng huyết áp tâm thu đơn độc thì nó chứng minh được rằng nó có hiệu quả trong việc làm hạ trên con số huyết áp tâm thu tại phòng khám cũng như là huyết áp lưu động trong vòng 24 giờ với cái chỉ số pan pressure này. Thì đấy chính là một cái điểm khác biệt của cái hệ thống này so với lại cả các hai cái hệ thống mà chúng em đã xin phép được trình bày ở những cái slide tiếp theo. Vậy một điểm nữa là gì? Là nếu như chúng ta theo dõi cái hiệu quả hạ huyết áp của cái phương pháp này so với lại cả các phương pháp khác thì có một điểm là chúng ta phải hết sức lưu ý, có những biện pháp thì sẽ đáp ứng được cái hiệu quả hạ huyết áp ngay lập tức, nhưng có những biện pháp thì nó sẽ phải cần chờ thời gian để có thể thể hiện được cái hiệu quả hạ đáp ứng. Và nếu như chúng ta so sánh ở cái nghiên cứu Moderator 2
Và về cái mức độ thay đổi con số huyết áp tâm thu 24 giờ thì nó tương ứng với thời điểm 6 tháng đối với lại nghiên cứu Spiron on Met, tức là sử dụng phương pháp triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận tại thời điểm 6 tháng thì nó tương tự như trong trường hợp Moderator 2 tại thời điểm 6 tháng. Tuy nhiên cái phương pháp này nó để ra lại những cái câu hỏi mở là liệu chúng ta cấy máy như vậy và chúng ta đặt máy tạo nhịp như vậy thì nó có nguy cơ tiến triển về suy tim hay không, hay là nếu như chúng ta mất đồng bộ về thất trái về mặt cơ học có tăng làm cái nguy cơ bệnh nhân bị rung nhĩ hay không, hoặc là những trường hợp mà chúng ta sử dụng như thế này thì liệu nó có làm tăng cái tỷ lệ tái cấu trúc thất trái hay không. Thì đấy là những cái câu hỏi mở mà trong cái nghiên cứu hiện tại và tương lai trong sắp tới thì cái phương pháp này người ta đang tìm tìm hiểu tiếp theo. Một cái vậy là chúng ta đã đi qua được khoảng 3 phương pháp. Vậy thì một cái phương pháp thứ tư nữa là cái phương pháp cầu nối động tĩnh mạch trung tâm. Thế đầu tiên cái phương pháp này được nghiên cứu là dựa trên những trường hợp điều trị như trường hợp bệnh nhân COPD giai đoạn cuối và chơ với các liệu pháp oxy. Thì khi tiến hành bằng phương pháp phẫu thuật bằng cầu nối động tĩnh mạch trung tâm thì người ta ghi nhận thấy được rằng nó có hiệu quả cải thiện khả năng đi bộ 6 phút của bệnh nhân, và đồng thời người ta thấy được rằng cái hiệu quả hạ huyết áp ngay lập tức của nó. Và thay vì ban đầu người ta tiến hành bằng phương pháp phẫu thuật thì người ta tiến hành bằng cái phương pháp can thiệp tạo nên một cái cầu nối độ khoảng 40 mét về mặt đường kính khi thông làm thông động động tĩnh mạch chậu, và khi on hoặc off các cái thiết bị mở này ra thì nó có thể hiện được cái hiệu quả hạ huyết áp này ngay lập tức. Nó có sự khác biệt so với lại cả các cái phương pháp mà chúng em đã trình bày ở những cái slide trước đó. Và người ta trong cái thử nghiệm theo dõi từ 6 đến 12 tháng trên cái huyết áp tâm thu trong vòng 24 giờ ở thử nghiệm Rox Control vào năm 2015 thì người ta cũng thấy được cái hiệu quả trong cái việc mà hạ huyết áp được. Tuy nhiên là gì, đối với cái phương pháp này nó có một cái biến cố không mong muốn, tức là cái tỷ lệ hẹp động mạch, hẹp tĩnh mạch tương ứng với cái vị trí mà chúng ta sẽ mở thông cầu nối như vậy, và cái tỷ lệ này đâu đó khoảng tầm 30%. Và từ cái nghiên cứu mà người ta cần thiết sẽ phải đặt stent hoặc là người ta sẽ phải phẫu thuật tạo hình lại cái tĩnh mạch như vậy. Và từ cái nghiên cứu ban đầu như vậy là Rox STN Control thì người ta tiến hành một cái nghiên cứu tiếp theo là nghiên cứu ngẫu nhân mù đôi Rox ở Hoa Kỳ và trên 500 bệnh nhân tại 30 trung tâm, và người ta rất kỳ vọng rằng cái phương pháp này nó sẽ có hiệu quả trong việc hạ cái con số huyết áp tâm thu hạ huyết áp cho bệnh nhân. Tuy nhiên một cái điểm mà nó khá là đáng tiếc là trong cái quá trình nghiên cứu này thì người ta thấy nghiên cứu này đã phải đóng sớm bởi vì người ta thấy một cái tỷ lệ cao hơn ở cái nhóm mà tiến hành thông động mạch tĩnh mạch trung tâm thì có tỷ lệ suy tim tiến triển nhanh nhiều hơn so với lại cả nhánh đối chứng, và vì vậy cái thử nghiệm này nó kết thúc và cái công ty này bản thân họ phá sản vào năm 2019. Và vì vậy cái hướng này thì nó làm người ta chứng minh được cái hiệu quả hạ huyết áp của nó. Tuy nhiên những cái biến cố không mong muốn cũng như khi theo dõi về lâu dài cái suy tim tiến triển nó làm tăng lên, và vì vậy cái biện pháp này có lẽ hiện tại vẫn chỉ là một cái câu mở vẫn là một cái nằm ở trong cái hướng người ta đang lưỡng lự. Thế thì chúng ta đã đi qua được 4 phương pháp với cái hiệu quả được thể hiện một cách rõ ràng. Thế thì có 3 phương pháp tiếp theo mà người ta sẽ đề cập đến trong y văn cho đến năm 2022 trong tất cả các cái review cũng như là trong cái state of art của các bài báo cáo là về triệt đốt thể cảnh hay kích thích dây thần kinh phế vị hoặc kích thích não sâu. Thế thì chúng em đã xin phép được trình bày một cách tóm lược thôi. Với phương pháp triệt đốt thể cảnh ban đầu thì người ta được ghi nhận cái hiệu quả của nó trên những cái trường hợp bệnh nhân hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tuy nhiên khi tiến hành trên những bệnh nhân như vậy thì người ta thấy được rằng nó có hiệu quả hạ huyết áp. Ban đầu thì người ta tiến hành bằng phương pháp phẫu thuật nhưng sau đó thì người ta sử dụng phương pháp can thiệp qua đường ống thông, tức là cũng sử dụng máy phát siêu âm và triệt đốt thể cảnh theo cái quy trình protocol. Trong đó hai cái nghiên cứu mà người ta đã được tiến hành. Tuy nhiên với cái nghiên cứu năm 2014 2016 thì vẫn cho đến hiện nay vẫn chưa được publish, và đến năm 2020 một cái nghiên cứu thứ hai thì người ta cũng chỉ tiến hành trên những nhóm đối tượng bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị, và cái tương lai của phương pháp này vẫn đang nằm trong cái vòng nghiên cứu và có vẻ như nó chưa đạt được thêm nhiều tiến triển tiếp theo. Một cái biện pháp nữa mà chúng ta sẽ đề cập đến là kích thích dây thần kinh phế vị. Trong đó người ta sử dụng một cái máy phát xung với cái thế hệ đầu tiên là CardioFit, và các cái thiết bị điện cực sẽ được cặp ở dây thần kinh phế vị ở cái vị trí quanh thần kinh ở vị trí thay quanh thành xoáng cảnh. Tuy nhiên là nó tương tự như cái liệu pháp mà chúng ta đã thấy với cái thế hệ đầu tiên đấy là BAT, tức là gì, trong cái quá trình người ta tiến hành nghiên cứu về điều trị tăng huyết áp thì cái triển vọng mở ra không phải về tăng huyết áp mà trong trường hợp đấy là triển vọng mở ra đối với những trường hợp bệnh nhân suy tim, và các cái hệ thống nghiên cứu mà người ta thấy rằng nó có hiệu quả trong việc cải thiện các cái tiêu chí về mặt outcome cũng như là kết quả đối với bệnh nhân suy tim. Và hướng nghiên cứu đối với cái dây kích thích dây thần kinh phế vị này có vẻ xu hướng nó sẽ thiên về trong việc điều trị suy tim phân xuất tống máu giảm. Một biện pháp tiếp theo mà người ta sẽ đề cập đến tức là trong các cái cách tiếp cận trung tâm điều hòa thần kinh, và biện pháp hiện nay được tiến hành nhiều nhất là kích thích não sâu với cái chỉ định là dành cho ban đầu trong những trường hợp điều trị chứng run, rối loạn vận động và chứng đau mãn tính với khoảng đâu đó trên 16.000 bệnh nhân trên 100.000 bệnh nhân. Và trong cái hiệu quả mà cái kích thích não sâu này thì người ta thấy rằng nó có cái hiệu quả hạ huyết áp, đặc biệt là trong những trường hợp bệnh nhân mà
có chứng đau mãn tính, rối loạn vận động hoặc Parkinson mà có kèm theo tăng huyết áp. Tuy nhiên cái câu chuyện đặt ra ở đây đấy là sẽ kích thích vào vị trí nào cũng như là tìm và nó liên quan đến câu chuyện các bác sĩ phẫu thuật thần kinh và cái triển vọng tương lai này nó vẫn đang nằm trong cái phòng nghiên cứu. Thế thì chúng ta đã trong cái 8 phương pháp đã được đề cập đến trong trong y văn về và đạt được nhiều triển vọng nhất thì 7 phương pháp chúng ta đã báo cáo. Trong đó các cái phương pháp mà chúng ta đạt được nhiều nhất là chủ yếu với trường hợp bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị và thứ hai nữa là tăng huyết áp tâm thu đơn độc cũng như là với các cái hiệu quả mà chúng ta đã thể hiện qua các nghiên cứu cũng như là hiện tại cũng như triển vọng về mặt tương lai. Cái phương pháp cuối cùng này trong khuôn khổ ngày hôm nay sẽ báo cáo là triệt phá phá thần kinh giao cảm động mạch thận. Và cái câu chuyện trong cái bài này chúng ta sẽ không đi quá em xin phép sẽ không đi quá sâu vào các mặt kỹ thuật cũng như về mặt tiến triển của cái kỹ thuật này mà điểm qua về mặt chỉ định cũng như về mặt các cái tiến bộ đã đạt được đối với cái phương pháp này. Thế thì đầu tiên là người ta tiến hành một phương pháp phẫu thuật và mang tính chất tàn phá với các hạch thần kinh giao cảm. Cho đến năm 2016 thì ban đầu mục đích đặt ra của họ là với việc điều trị cho những trường hợp bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị và mục tiêu tác động đó là với các sợi thần kinh giao cảm bao quanh cái động mạch thận. Và cho đến nay năm 2024 thì hiện nay có 6 cái loại thiết bị mà hiện nay người ta đang tiến hành nghiên cứu. Vậy thì những cái thiết bị này người ta trong xuyên suốt cái lịch sử thì sẽ có rất nhiều các thiết bị được nghiên cứu ra đời. Tuy nhiên cho đến năm 2024 thì có 6 thiết bị hiện nay đang được tiến hành các cái nghiên cứu với các cái thử nghiệm mà có nhóm đối chứng với giả thủ thuật. Trong đó với các loại năng lượng hiện nay người ta phê duyệt là với năng lượng sóng có tần số radio, năng lượng sóng siêu âm và sử dụng năng lượng chất tiêu thần kinh là các chất cồn tuyệt đối. Trong đó hiện nay hai cái thiết bị mà người ta đã được sử dụng và FDA thông qua cho đến năm 2023 là hệ thống Paradigm với sử dụng cái năng lượng sóng có tần số siêu âm và thứ hai hệ thống Simplicity Spiral là năng lượng sóng có tần số radio và tiến hành con đường ống thông. Có 4 cái thiết bị mà hiện nay vẫn còn đang trong cái quá trình người ta tiến hành các cái thử thêm các cái thử nghiệm cũng như là tiến hành các đồ chứng có giả thủ thuật. Trong đó có một thiết bị từ Trung Quốc và hai thiết bị từ khu vực châu Âu và một cái hệ thống thiết bị là người ta sử dụng năng lượng cồn tuyệt đối để tiêm để hủy các sợi thần kinh giao cảm quanh cái động mạch thận. Vậy thì nếu chúng ta đề cập đến cái hiệu quả hạ huyết áp của các phương pháp kia thì chủ yếu tập trung trên nhóm đối tượng là tăng huyết áp kháng trị và hệ thống moderator là một cái nghiên cứu mà người ta chứng minh được hiệu quả của nó trong việc làm hạ huyết áp tâm thu đơn độc cũng như là giảm cái chỉ số pump pressure đối với lại ở trong những trường hợp bệnh nhân tăng huyết áp tâm thu đơn độc. Vậy thì liệu pháp cái thì cái phương pháp triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận này thì nó có cái đặc tính nào hạ huyết áp khác biệt so với lại cả các phương pháp khác hay không? Và nếu như chúng ta coi nó là một cái thuốc hạ huyết áp được hay không? Tức là gì, nếu như chúng ta nói về một cái thuốc hạ huyết áp thì liệu nó có giảm biến cố được không? Nó tác động trên những cái con số huyết áp như thế nào? Nó có thể nó tác động chỉ đơn thuần trên phòng khám hay trên huyết áp lưu động 24 giờ và cái hiệu quả của nó có bị che mờ đi bởi các cái thuốc dùng kèm hay nó vẫn phát huy tác dụng hoặc là cái chuyện mà chúng ta sẽ có thể thấy được rằng liệu nó có sự khác biệt ở những cái nhóm đối tượng khác nhau hay không? Thì đây là một cái thử nghiệm, thì đây là một cái phân tích gộp của người ta trên 2.000 bệnh nhân với chủ yếu là hai cái hệ thống thiết bị là nghiên là hệ thống năng lượng sóng có tần số siêu âm và năng lượng sóng có tần số radio thì người ta thấy được rằng nó có hiệu quả tác động trên cả các cơ số huyết áp tâm thu và tâm trương tại phòng khám tại nhà cũng như là hôn tơ huyết áp lưu động trong vòng 24 giờ. Và cái chuyện người ta thấy một cái điểm hết sức đặc biệt là gì, là cái hiệu quả hạ huyết áp của cái biện pháp triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận ADN này nó duy trì được cái hiệu quả hạ huyết áp trong vòng 24 giờ. Đây là một cái hình để cho thấy được rằng cái chuyện khi mà theo dõi ở nhóm giả thủ thuật và cái nhóm triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận thì ở nhóm thần kinh giao cảm động mạch thận sự tách biệt giữa theo thời gian theo dõi thì người ta thấy một cách rõ rệt, đặc biệt ở thời điểm gần đêm và sáng là những thời điểm gia tăng các cái biến cố tim mạch và cái hiệu quả Onsway này luôn luôn được thể hiện trong vòng 24 giờ. Và nếu chúng ta có thể ví thì nó tương tự như một cái thuốc có tác dụng trong vòng 24 giờ và nó không không có sự phụ thuộc cũng như cùn mòn đi khi mà chúng ta sử dụng cái thuốc hạ huyết áp đi kèm trong cái thử nghiệm mà Spiron OnMed cũng như là cái chuyện mà nó không có sự khác biệt khi mà chúng ta sử dụng bằng năng lượng sóng có tần số radio hay năng lượng sóng có tần số siêu âm và cái chuyện này nó không phụ thuộc vào chuyện ta có dùng thuốc hay chúng ta dùng thuốc từ một cho đến ba nhóm thuốc. Đấy là những cái đặc tính mà chúng ta thấy rằng nó khác biệt so với lại cả các phương pháp khác. Và thứ hai nữa, thường chúng ta câu chuyện lịch sử về cái triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận chúng ta nhìn xuyên suốt qua trong vòng rất nhiều năm. Tuy nhiên trong cái thử nghiệm phân tích gộp này người ta bao gồm cả hệ thống Simplicity Flex. Trong cái giai đoạn đầu tiên thì người ta thấy cái hiệu quả hạ huyết áp của nó không có sự khác biệt khi mà theo dõi của thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai hay không có sự khác biệt khi sử dụng cái năng lượng sóng có tần số siêu âm hay năng lượng sóng có tần số radio hay cái chuyện mà chúng ta sử dụng có hay là không có dùng thuốc. Và nếu như chúng ta nhìn vào cái bảng này để thấy rằng liệu nó có sự khác biệt về tuổi, giới, chủng tộc, về các cái đặc điểm về nhịp tim cũng như đặc điểm về các cái con số huyết áp không, hay là bệnh nhân có béo phì, hay là bệnh nhân có ngừng thở hay khi ngủ, hay là có trũng hay không có trũng thì không có sự khác biệt về mặt hiệu quả hạ huyết áp.
cũng như là ở những cái nhóm đối tượng tệp khác nhau khi theo dõi trong vòng đến 36 tháng, thì người ta thấy được rằng cái hiệu quả hạ huyết áp của nó có thể phát huy được bên cạnh cái câu chuyện ở những bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị là những trường hợp bệnh nhân đái tháo đường, bệnh nhân dung nhĩ, bệnh thận mạn, tăng huyết áp tâm thu đơn độc hoặc là tuổi trên 65 hoặc tiền sử bệnh nhân đã có các biến cố về tổn thương cơ quan đích khi theo dõi trong vòng 36 tháng. Trong đó cái hiệu quả hạ huyết áp có thể dao động từ 11 cho đến 23 mmHg thủy ngân đối với con số huyết áp tâm thu. Và một điểm nữa là gì, người ta thấy được rằng cái hiệu quả hạ huyết áp của nó là tương tự nhau, nó không có sự khác biệt khi chúng ta kết hợp không khi chúng ta không dùng thuốc hay sử dụng một cho đến bốn nhóm thuốc, hay là chuyện chúng ta sử dụng kháng lợi tiểu, kháng aldosterone thì nó có sự khác biệt gì không. Và nó có một điểm đặc biệt là nó làm giảm cái gánh nặng thuốc cũng như làm gia tăng, làm cải thiện cái thời gian mà chúng ta có thể kiểm soát đích được qua cái hiệu ứng Osloyon khi mà chúng ta tiến hành các nghiên cứu Spiron Onmet và nghiên cứu Opmet. Vậy thì chúng ta đang nói về những cái đặc điểm mà hạ huyết áp của cái phương pháp này. Vậy thì cho đến nay thì cái chỉ định của cái phương pháp này ở mức độ như thế nào và nó đã nằm trong các khuyến cáo cũng như chỉ định ra làm sao? Trước năm 2018 thì tăng huyết áp kháng trị là cái chỉ định duy nhất của cái kỹ thuật này và nó chỉ được thực hiện trong khuôn khổ của các thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên cho đến năm 2024 này thì cái câu chuyện là tăng huyết áp kháng trị chỉ là một trong các cái chỉ định của cái kỹ thuật triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận và FDA công nhận vào năm 2023 đối với các thiết bị mà nó đã được thực hành trong thực nghiệm lâm sàng để điều trị các bệnh nhân tăng huyết áp. Và đây là một cái giải mà cho chúng ta thấy được rằng cái chỉ định của nó từ sự tiến triển về mặt chỉ định của nó từ năm 2010 trước năm 2014 chỉ là những trường hợp tăng huyết áp kháng trị, thì cho đến năm 2024 thì người ta đã mở rộng cái phổ điều trị của nó ra bên cạnh các trường hợp tăng huyết áp kháng trị là tăng huyết áp khó kiểm soát hay không dung nạp với thuốc hay không tuân trị. Và chúng ta em sẽ xin phép được đi về vào những cái điểm mà tiến triển trong cái khuyến cáo đồng thuận, vì các bác sĩ tim mạch thường chúng ta sẽ nhìn và chúng ta sẽ có cái nhìn vững tin hơn trong cái trường hợp mà chúng ta thấy được rằng nó đã có chỉ định và chúng nó là chúng và chúng đã nằm được ở trong các khuyến cáo và đồng thuận khác nhau. Năm 2021 thì ISH thì cho thấy kết từ cái kết quả đồng nhất giữa các thử nghiệm ngẫu nhiên và đối chứng giả thủ thuật thì người ta chứng minh ADN là một phương pháp hiệu quả và an toàn điều trị bên cạnh chuyện thuốc và thay đổi lối sống. Tức là gì? Nếu như chúng ta đã có hai trụ cột thì hiện nay chúng ta đã có một cái cột trụ thứ ba là ADN trong việc điều trị các trường hợp bệnh nhân tăng. Can thiệp châu Âu làm rõ hơn về các cái tiêu chí trong việc chúng ta sử dụng bên cạnh tăng huyết áp kháng trị là những trường hợp tăng huyết áp không dung nạp thuốc hoặc tăng huyết áp mà khó kiểm soát, hoặc những trường hợp trong đó đặc biệt người ta lưu ý đến cái câu chuyện năm 2023 đối với châu Âu là người ta sử dụng đối với năng lượng sóng với tần số radio và năng lượng sóng với tần số siêu âm mà hiện mà người ta chưa sử dụng đối với lại cả những trường hợp sử dụng cồn tuyệt đối, và người ta coi nó như một cái thuốc hạ huyết áp và có thể duy trì với các dữ liệu công bố cho đến năm 2023 là theo dõi trong vòng 3 năm và họ coi như nó có tác dụng hạ huyết áp trong vòng 3 năm của bệnh nhân. Và nếu như chúng ta nói về mức độ khuyến cáo thì hiện nay nó nằm ở mức độ khuyến cáo là 2B. Vì nếu như để nâng lên thì cái số lượng bệnh nhân nó trong thời chúng ta sẽ phải chờ đợi để đạt cái con số tối thiểu là khoảng 10.000 bệnh nhân trong các cái nghiên cứu. Vậy thì có sự khác biệt gì trong các cái trường phái của châu Âu và trường phái của Hoa Kỳ? Nếu như trường phái của châu Âu thì chúng ta thấy được rằng có vẻ như xu hướng là người ta làm rất chặt chẽ và người ta làm một cách nâng từng bước một. Trong khi đấy đối với lại cả Hoa Kỳ thì nếu như chúng ta nhìn với lại cả Sky năm 2021 cho đến Sky năm 2023 thì Sky năm 2023 thì xu hướng của Hoa Kỳ có vẻ người ta mở rộng chỉ giới này một cách thoáng hơn, và tuy nhiên người ta chỉ lưu ý thêm so khác biệt so với châu Âu là trong trường hợp các thuốc hạ huyết áp đó thì phải đảm bảo là trong những trường hợp các thuốc hạ huyết áp mà có thể làm giảm các cái biến cố tim mạch. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn đây là một cái bảng về sự tiến triển với các cái khuyến cáo. Nếu như đối với lại cả các bệnh lý khác thì xu hướng là ra đời từ các cái khuyến cáo của các cái hội nghề nghiệp lớn như hội tim mạch châu Âu hoặc là hội tim mạch Hoa Kỳ. Tuy nhiên đối với cái kỹ thuật này thì bởi vì nó đã có một khoảng thời gian nó gây nghi ngại cho các bác sĩ, và vì vậy các cái khuyến cáo lại đi ngược lại là từ các cái hội nghề nghiệp và người ta đi được những cái bước rồi, sau đó thì các hội nghề nghiệp lớn người ta mới thấy rằng là người ta đi thận trọng hơn và vì vậy nó mới phê duyệt sau, và chúng ta sẽ thấy được rằng đa số là với các cái khuyến cáo lại đi từ các cái hội nghề nghiệp nhỏ từ các cái quốc gia châu Âu hoặc các cái quốc gia khác, rồi sau đó người ta mới thấy được rằng cái nhìn nhận của châu Âu và Hoa Kỳ nó thận trọng hơn. Và đây là một cái bảng mà chúng ta sẽ thấy được rằng nếu năm 2022 thì đa số mới chỉ phê duyệt cho những trường hợp tăng huyết áp không kiểm soát, tăng huyết áp kháng trị hoặc không dung nạp hoặc không dung nạp được hoặc đã có tổn thương cơ quan đích, hoặc chúng ta sẽ tính bằng các cái thang điểm ASCVD hoặc score 2 để xem bệnh nhân có các nguy cơ tim mạch cao hay không. Thì đến năm 2024 thì có thêm một điểm mà chúng ta sẽ thấy được rằng đến là người ta ưu tiên cái khái niệm patient preference, tức là nếu trong trường hợp chúng ta trao đổi với bệnh nhân về những lợi ích và nguy cơ mà chúng ta có thể đạt được cho bệnh nhân trong trường hợp này cũng như những biến cố mà có thể gây ra thì chúng ta có thể trao đổi với bệnh nhân để tiến hành cái phương pháp này trong trường hợp điều trị tăng huyết áp, và nếu nói một cách rộng rãi ra thì nó có thể là với lại đa số các cái thể tăng huyết áp của bệnh nhân. Vậy thì có một điểm nữa là hiệu quả hạ huyết áp này sẽ kéo dài đến bao lâu?
nó là thoáng qua hay là nó sẽ kéo dài theo thời gian. Thì đây là một cái thử nghiệm GSI DeFi mà người ta công bố trên theo dõi trong khoảng 4.000 bệnh nhân và thời gian theo dõi trung bình là 4,4 năm và công bố tại Europeana năm 2024 với thời gian theo dõi ngắn nhất là 3 năm và dài nhất là 9,4 năm. Thì người ta thấy được rằng cái hiệu quả hạ huyết áp tâm thu tại phòng khám là khoảng 23 ml thủy ngân, dao động từ giảm từ 18 cho đến 27 ml thủy ngân đối với con số huyết áp tâm thu tại phòng khám. Còn đối với lại cả con số đo huyết áp lưu động trong vòng 24 giờ thì nó có thể giảm được khoảng 14 ml thủy ngân và giảm mức độ dao động của nó là khoảng từ 10 cho đến 17 ml thủy ngân. Và trong xuyên suốt cái quá trình theo dõi này thì sẽ không cần phải thay đổi, tức là không cần phải nâng liều thuốc lên để trong việc điều trị bệnh nhân. Và vì vậy chúng ta có thể có với cái khi mà chúng ta sử dụng năng lượng sóng của tần số điện radio thì thử nghiệm spiral thì chúng ta có thể thấy cái hiệu quả hạ huyết áp của nó có thể duy trì được trung bình là 4,4 năm và người ta theo dõi có thể từ 3 cho đến 9 năm. Và bởi vì trong những cái giai đoạn mà trở lại của cái kỹ thuật này là bắt đầu từ năm 2019 và 2020 bắt đầu trở lại. Và vì vậy đa số các cái theo dõi người ta sẽ theo dõi trong vòng mới chỉ có khoảng từ 3 đến 4 năm để người ta tập trung trở lại đây. Thế còn nếu như những dữ liệu lâu hơn thì người ta có thể theo dõi trong vòng 5 năm và người ta cũng có thể theo dõi lâu hơn từ 8 cho đến 10 năm. Đây là hai cái quốc gia lần đầu tiên người ta thực hiện, người ta theo dõi cái hiệu quả về cái phương pháp triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận này là tại Đức và tại Úc. Và người ta thấy được rằng là cái hiệu quả có thể duy trì một cách bền vững đến khoảng thời gian như vậy. Tuy nhiên đó là cái bức tranh mà chúng ta theo dõi chung và cũng như chúng ta theo dõi tại từng quốc gia như thế nào. Vậy thì một điểm nữa, nếu chúng ta coi nó là một cái hiệu quả hạ huyết áp thì liệu nó có thể làm giảm biến cố tim mạch được không? Vì trong các cái hội nghị thì chúng ta sẽ thấy thường xuyên có những cái phiên thảo luận liệu nếu như hạ hiệu quả hạ huyết áp thì có cần thử nghiệm để chúng ta giảm biến cố hay không, hay nếu như chúng ta đã chứng minh được hiệu quả hạ huyết áp thì chúng ta không cần những cái thử nghiệm giảm biến cố được nữa. Thì đây là chúng tôi trong khuôn khổ bài hôm nay thì em sẽ chỉ xin phép trình bày thêm một 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 chút về cái hiệu quả hạ huyết áp và giảm biến cố tim mạch. Đấy là được công bố vào Europeana năm 2023 thì người ta thấy được rằng khi mà giảm được tăng được 10% về cái thời gian mà đạt kiểm soát đích huyết áp thì nó sẽ làm giảm được khoảng 16% các biến cố tim mạch chính, tương ứng là khoảng từ 10 cho đến 23% với các cái biến cố tim mạch chính, tử vong do tim mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Và nếu như chúng ta điều trị khoảng 28 bệnh nhân thì chúng ta sẽ làm giảm được cái biến cố tim mạch chính khi theo dõi trong vòng 3 năm, và nếu như chúng ta tính về tỷ lệ phần trăm thì nó sẽ giảm được đâu đó khoảng 26% các nguy cơ tương đối với biến cố tim mạch chính theo dõi trong vòng 3 năm khi theo dõi với lại so sánh với lại cả nhóm chứng. Và trong cái khuôn khổ bài hôm nay thì cái thông điệp với các ta về điều trị các thiết bị trong điều trị tăng huyết áp là gì? Đấy là điều trị tăng huyết áp chúng ta bằng thiết bị, nó là một thực tiễn mà lâm sàng đòi hỏi đã được tiến hành trong một thời gian dài. Có 8 cái phương pháp người ta đã đề cập đến y văn, trong đó có các cái phương pháp mà chứng minh được hiệu quả hạ huyết áp như liệu pháp kích thích cụ thể áp lực, khuếch đại cụ thể nhận áp ạ, nhạy cảm áp lực, cầu nối động tĩnh mạch trung tâm, liệu pháp điều hòa thần kinh tim hay triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận. Tuy nhiên cho đến nay thì cái tương lai thì người ta vẫn đang tập trung vào ba cái biện pháp mà bên cạnh cái chuyện mà chúng ta chứng minh được hiệu quả hạ huyết áp thì hiện nay với các nghiên cứu lớn hơn thì người ta thấy được rằng nó có triển vọng lớn hơn là khuếch đại cụ thể nhạy cảm áp lực hay cái liệu pháp điều hòa thần kinh tim và triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận. Và trong 8 cái phương pháp này thì cái triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận này đã đạt được nhiều bước tiến lớn nhất. Tức là gì? Là chỉ định nó mở rộng hơn bên cạnh cái chuyện mà tăng huyết áp kháng trị, còn là nhiều các cái nhóm bệnh nhân tăng huyết áp khác nhau đã được chấp thuận và mở chỉ định trong các cái khuyến cáo và đồng thuận ở hội tim mạch lớn trên thế giới, và cái hiệu quả của nó được chứng minh qua các nghiên cứu ngẫu nhiên đa trung tâm có đối chứng giả thủ thuật, và cái hiệu quả của nó hạ được trên cái con số huyết áp tâm thu tại phòng khám cũng như 24 giờ. Và đến năm 2023 thì người ta đã chứng minh được bên cạnh cái chuyện mà hiệu quả hạ huyết áp thì nó có thể làm giảm các cái biến cố tim mạch theo dõi dọc theo thời gian. Trong khuôn khổ của bài trình bày hôm nay thì em sẽ xin phép được tóm tắt lại, tóm lược lại những ý như vậy để xin phép được thêm các bài tham luận, ý kiến tham luận của tiến sĩ Phan Đình Phong và tiến sĩ Thái Sơn ạ. Em xin trân trọng cảm ơn sự chú ý của các thầy cô và các bạn. Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Trần Bá Hiếu đã review lại cho chúng ta cũng như là cập nhật những cái tiến bộ trong điều trị tăng huyết áp bằng các cái thiết bị và những cái thay đổi quan trọng trong cái khuyến cáo của chúng ta từ những năm gần đây đối với điều trị tăng huyết áp một bệnh lý rất là nhiều. Tôi xin mời tiến sĩ Đình Phong có ý kiến gì xung và góp ý thêm. Vâng, kính thưa thầy Hùng và thưa tất cả các anh chị các bạn đồng nghiệp. Em xin phép có một vài bàn luận về cái bài trình bày của bác sĩ Bá Hiếu. Thứ nhất là rất là cảm ơn bác sĩ Bá Hiếu đã chuẩn bị rất là đầy đủ. Và trước hết là tại sao chúng ta cần các cái biện pháp điều trị can thiệp xâm lấn chảy máu để điều trị tăng huyết áp. Việc này là cần thiết tại vì là thuốc men cũng như là sự tuân thủ điều trị gặp rất nhiều khó khăn. Nên tôi xin kể một câu chuyện vào năm 1945.
Ngay trước khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai thì Tổng thống Mỹ Roosevelt đã đột ngột qua đời, và vì những bí mật của Tổng thống được giấu kín cho nên là người ta chỉ nói là Tổng thống đột ngột mất thôi. Nhưng sau này những cái giải mật cho thấy là lúc mà ông mất do xuất huyết não thì huyết áp của ông lên tới 270 mmHg. Chúng ta biết là một con số huyết áp rất là cao như vậy. Rõ ràng đây là những trường hợp tăng huyết áp kháng trị, bởi vì tất cả cố gắng của người Mỹ ngày đấy chắc là cũng để chữa bệnh cho Tổng thống. Và cái thời điểm ông mất thì tập đoàn quân số 9 của Mỹ đang vượt sông Elbe để hội quân với Liên Xô để chấm dứt thế chiến thứ hai. Và từ đó thì người ta bắt đầu có những sự quan tâm rất nhiều. Cũng là một trong những sự kiện mở đầu cho việc là khi kết thúc thế chiến thứ hai, chúng ta bắt đầu đón một cái đại dịch mới là các bệnh lý về tim mạch. Thế điều trị tăng huyết áp bằng thiết bị hiện nay chủ yếu hướng tới việc điều hòa hệ thống thần kinh tự chủ, và đặc biệt hệ thống thần kinh giao cảm. Và chúng ta có rất nhiều các cái thử nghiệm cột mốc như là bác sĩ Bà Hiếu đã trình bày, đặc biệt nhấn mạnh vai trò tuyệt đối thần kinh giao cảm. Đâu đó trong cái đam mê các nghiên cứu này có vài cái thử nghiệm liên quan đến các cái phương pháp can thiệp khác, tuy nhiên chủ lực vẫn là tuyệt đối thần kinh giao cảm bằng thận, và bây giờ chúng ta trông chờ chủ yếu vào cái kỹ thuật tiếp cận đó. Tại sao là tuyệt đối thần kinh giao cảm bằng thận thì bác sĩ Bà Hiếu đã trình bày. Tôi nói thêm một chút là thận đóng vai trò rất quan trọng của hệ thống thần kinh giao cảm toàn thể cũng như tại thận. Thận nhận các cái xung động, phát ra các xung động ly tâm, hướng tâm về não bộ và kích thích thần kinh trung ương, tăng hoạt tính thần kinh giao cảm. Nhưng mà tạng nào nó cũng có cái vai trò như vậy. Nhưng điều quan trọng nữa là thận đã nhận các cái xung động ly tâm từ não bộ, và khi kích thích thần kinh giao cảm thận thì đây chính là nơi mà cái hang ổ của renin, đúng không ạ? Tiết ra rất nhiều renin. Cho nên là thận có vai trò kép quan trọng trong cái cơ chế tăng huyết áp. Một là nó chịu điều hòa từ cái giao cảm nói chung, và thứ hai nó là nơi chủ lực tiết ra renin, một hệ thống rất quan trọng khác để việc tăng huyết áp. Cho nên là người ta nghĩ tới việc chuyển đổi thành giao cảm. Một vấn đề mà kỹ thuật là cái thần kinh giao cảm bó quanh động mạch thận nó rất nhạy cảm với nhiệt, chỉ cần khoảng 45 độ là cái thần kinh giao cảm đã bị cắt đứt. Và trong khi đó thì các cái mô ba cái lớp áo của động mạch thận gần như chưa bị tổn hại với nhiệt độ như vậy. Và những cái thử nghiệm cho thấy là chúng ta hoàn toàn có thể triệt bỏ thần kinh giao cảm thận ở thượng tâm mạc bên ngoài cái động mạch thận mà vẫn bảo tồn được chức năng sinh lý của động mạch thận, và chúng ta đã phát triển kỹ thuật. Thế thì Việt Nam một trong cũng khá là quan tâm khá sớm tới việc triệt đốt thần kinh giao cảm động mạch thận, để nhắc tới công của thầy Đỗ Doãn Lợi. Thầy đó thầy là viện trưởng và đã cử ngay các cái đoàn của chúng ta tới các cái nước mà mạnh nhất là Australia và Đức là những nơi khởi đầu cho cái kỹ thuật này. Và đây là hình ảnh của đoàn công tác về tim mạch đến Jena, Cộng hòa Liên bang Đức. Và thầy Phạm Mạnh Hùng lúc đấy là chắc là trẻ bằng thầy Thận, thầy Bá Hiếu giờ đấy, và cũng đã tiếp cận kỹ thuật rất là sớm. Và đây là hình ảnh có thể có là lịch sử ca đốt điện GN đầu tiên tại Việt Nam thực hiện tại Bệnh viện Tim Đông Đô vào ngày rất muộn. Thầy Hùng chắc không nhớ mà xem lại bức ảnh chắc là thầy Hùng có thể nhớ lại. Và sau đó thì bác sĩ Bá Hiếu cùng với ekip đã làm một cái tổng kết nhỏ, và chúng ta thấy có hiệu quả trong việc giảm huyết áp bằng kỹ thuật triệt đốt thần kinh giao cảm của bệnh thận. Tại vì lúc đó chúng ta chọn những bệnh nhân rất là kháng trị, rất đặc biệt, và thấy là với kỹ thuật thì chúng ta đã có những cái kết quả ban đầu. Vấn đề là cái kỹ thuật triệt đốt thần kinh giao cảm của bệnh thận nó mắc phải cái thử nghiệm Simplicity 3. Sau vài cái thử nghiệm sổ bộ ngẫu nhiên nhất định thì người ta rất cần một cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chính và phải có thủ thuật giả để đảm bảo cái đánh giá công bằng nhất. Thử nghiệm Simplicity 3 là một thử nghiệm mà có thủ thuật giả đấy, và sử dụng cái thiết bị của Medtronic. Tí nữa tôi sẽ nói thêm một chút xíu thôi. Thì kết quả của Simplicity 3 đã gây thất vọng rất nhiều với những người làm kỹ thuật ngày đấy, là trị phá cái giao cảm động mạch thận bảo ra an toàn nhưng không chứng được hiệu quả hạ huyết áp tại phòng khám cũng như trên huyết áp lưu động 24 giờ, mà những cái thử nghiệm trước đây tại Australia và Đức thì chứng được đấy. Tuy nhiên khi chúng ta nhìn lại thấy là cái thiết bị Simplicity 3 là một cái cái tay khá là mảnh khảnh, và nguyên lý của nó là đưa vào động mạch thận sau đó rồi xoay thì nghỉ xoắn ốc. Nhưng thực ra chúng tôi đã trực tiếp tìm cầm nắm cái thiết bị thấy rằng là cái ống thông khá là mềm mỏng và thật thật khó để đảm bảo được cái xoắn ốc 360 độ như thế này. Và sau này người ta bình luận là gì, thử nghiệm Simplicity 3 âm tính một phần là do gì, kinh nghiệm của bác sĩ làm thủ thuật, 1/3 số bác sĩ tham gia nghiên cứu làm thủ thuật tại Hoa Kỳ vào ngày đó người ta chỉ làm đúng một lần duy nhất thôi, đương nhiên có sự giám sát của các chuyên gia của Medtronic của các cái vân vân, nhưng đó là làm lần đầu tay chân không thể tốt bằng làm những lần về sau.
Ý thứ hai nữa là bản thân về cái ông Thông này nó yếu mềm tì đè và thành không tốt, thiết diện không lớn, cho nên gây tổn thương có thể không xuyên thành đầy đủ 360 độ quanh cái đường kính động mạch thận. Và chính vậy thì những cái hạn chế về kỹ thuật cateter đầu này đã bằng cách nào đó nhưng cũng đã làm cho kỹ thuật này bị đình trệ lại mất hơn 10 năm, và chúng ta cần những cái thử nghiệm tiếp theo và rất khó khăn khi mà thử nghiệm đã một cái hướng nghiên cứu đã thất bại làm lại rất là khó. Đấy, tuy nhiên là rất nhiều nỗ lực đã được thực hiện, đặc biệt là các cái công nghệ mới như trùng spiral ra các thử nghiệm quan trọng của bác sĩ Bayo đã trình bày, và tất cả những thử nghiệm này đều thắng hết là tại vì cái nghiên cứu spiral cateter hình xoắn ốc, và khi mà chúng ta đưa vào trong động mạch thận cho rút cái dây dẫn ra, tự nhiên nó bung ra và nó thành 360 độ, nó xoắn ốc sắt của thành động mạch thận, và chúng ta đã triệt đốt một cách rất là chắc chắn toàn bộ cái đường kính của 360 độ động mạch thận để lốt cơ thể cái giao cảm. Trong khi đó thì với cái Simplicity 3 chúng ta chấm chấm từng điểm câu ấy, không được kết quả như tốt bằng. Và điều này chứng minh là một nguyên lý cũ là triệt đốt được cái giao cảm động mạch thận bằng những công nghệ những cateter thế hệ mới đã mở ra một trang hoàn toàn mới cho việc sử dụng các cái cateter để triệt đốt được cái giao cảm động mạch thận, đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều trị các trường tăng huyết áp mà bác sĩ Bà Hiếu đã trình bày. Và trong đời thực cũng như các thử nghiệm đã có những kết quả rất phong phú để support cho chúng ta có thể tái triển khai lại một kỹ thuật mà sau 10 năm có những cái nét trồng lắng. Tuy nhiên là nói vậy cũng không phải là tất cả các câu hỏi đã kết thúc. Chúng ta mặc dù được đồng thuận khá là cao của các hội nghề nghiệp về kỹ thuật này, nhưng mà cũng có rất nhiều các vấn đề tồn tại như là thời gian dài hạn sau nhiều năm để đáp ứng sẽ như thế nào, thì bệnh nhân có bệnh thận tăng huyết áp kèm theo bệnh đồng mắc, rồi là chất lượng cuộc sống làm sao, cũng như là lựa chọn người bệnh chi phí hiệu quả, thì đó là những vấn đề chúng ta cần phải tiếp tục bàn luận. Nhưng tóm lại thì triệt đốt thần kinh giao cảm của người thận rõ ràng là một biện pháp rất hiệu quả, và nó sẽ mở đường cùng với nhiều các biện pháp can thiệp khác trong việc kiểm soát tăng huyết áp ở những bệnh nhân, trước hết là kháng trị, sau đó nữa là khó trị, và sau đó nữa là những cái trường hợp chọn lọc đặc biệt hoặc có yếu tố lựa chọn của người bệnh để kiểm soát dài hạn. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các thầy cô và các bạn đồng nghiệp. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Phan Đình Phong đã có thêm những bình luận và những kể về lịch sử của chúng ta, để chúng ta cũng có thể nắm bắt được rõ hơn là trong cái lịch sử của phát triển của từng kỹ thuật của mỗi thứ thì nó có những cái giai đoạn gọi là up and down, lên và xuống. Lúc đầu ra đời cái Simplicity 1 thì mọi người hồ hởi lắm, sau Simplicity 3 thì mọi người thất vọng và mất một khoảng trống, nhưng mà sau này thì khi quay lại phát triển kỹ thuật, thậm chí người ta theo dõi long term của cái Simplicity 3 trình bày mới 1-2 năm gần đây thì lại thấy là lâu dài lại có kết quả, mặc dù lúc đầu là không khác nhau và nó hứa hẹn mà ra sẽ nó bùng nổ gì. Tại sao cái nhu cầu người bệnh cho cái này rất là nhiều, tổng số bệnh nhân tăng huyết áp rất là nhiều, và chúng ta cũng hy vọng một tương lai không xa nếu các cái phương tiện hoàn hảo, nó không có nhiều biến chứng và một bệnh nhân hoàn toàn lựa chọn thay vì mỗi ngày để uống một đống thuốc. Bây giờ chúng ta một bệnh nhân mới bị tăng huyết áp, một ông trai trẻ như anh Phong người trong gác chẳng hạn mang ra đốt phát, thế là từ sau không phải uống thuốc huyết áp nữa, cũng tránh tác dụng phụ, thì đấy là chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng hướng tới một cái tương lai đó. Nó gọi là hết sức là màu hồng như vậy. Thế tuy nhiên chúng tôi nói là nó cũng vẫn up and down, chúng ta vẫn phải theo dõi sát sao, nhưng mà dù sao cũng rất là mừng là cho đến năm thời điểm này thì FDA nó chấp nhận hai dụng cụ, mà cái hãng đấy tôi được biết hôm rồi qua Europisa, thì khi cái hãng và cái bóng mà dùng sóng siêu âm ấy, thì khi mà được FDA nó chấp nhận, còn trước cả cái spiral nghĩa là cái VRF, thì cái trị giá của công ty nó bán rất là nhiều tiền, giống như vừa rồi có biết Johnson mua lại cái hệ thống mà bóng phá môi gọi là Shockwave đấy, mà mua lại tới 13,1 tỷ đô la cho mỗi cái phát minh là làm quả bóng để nong cái môi ngoài vành. Chúng ta thấy là những cái thấy là công nghệ thế, nhưng mà cũng là chọn một hướng khác thì cũng bị đóng bởi vì thử nghiệm không thành công. Đấy là khi chúng ta chọc chọc giữa cái động mạch và tĩnh mạch ở trong bụng một cái cầu nối thì có vẻ giảm huyết áp nhưng mà gây ra biến chứng và công ty cũng lại bị phá sản. Chúng ta thấy là trong cái thực hành rất là nhiều những vấn đề như vậy. Tôi cũng có thêm một số cái bình luận như vậy. Thì sau đây thì có một chút thời gian, các bạn có những câu hỏi gì liên quan đến vấn đề này xin mời chúng ta cứ bình luận hoặc chúng ta đặt thêm câu hỏi. Bạn xin mời em. Dạ,
À, em thấy em có một câu hỏi, em có một hai câu hỏi ạ. Thứ nhất là em hỏi là cái phương pháp triệt đốt thần kinh giao cảm động mạch thận này có chống chỉ định hay không ạ? Thứ hai là sau triệt đốt thì bệnh nhân có phải dùng các thuốc kháng đông hoặc các thực vào trong vô lâu không ạ? Và Cảm ơn. xin mời bác sĩ Trần Bá Hiếu. Thứ nhất là bác tôi chỉ nói thêm vì bác sĩ Trần Bá Hiếu với bác sĩ Phan Đình Phong chưa nói kỹ là hiện nay thì bác sĩ Trần Bá Hiếu là người được giao để làm nhiệm vụ để làm nghiên cứu về cái đề tài này, cũng là đề tài nghiên cứu sinh của bác sĩ Trần Bá Hiếu, là triệt đốt thần kinh giao cảm mạch thận cho những cái bệnh nhân bị tăng huyết áp. Và cái tiêu chuẩn lựa chọn không chỉ còn là tăng huyết áp kháng trị mà còn cả những tăng huyết áp gọi là khó kiểm soát các thuốc, hoặc một số những trường hợp tăng huyết áp khác mà có sự đồng thuận và có sự lựa chọn của người bệnh. Ví dụ như tăng huyết áp thành cơn, rồi tăng huyết áp những người trẻ, một phụ nữ trẻ người ta mong muốn có thai lần nữa, người ta không uống thuốc, thế thì chúng ta mang lên bàn bạc và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái phương pháp này, thì đây là một cái lợi ích rất là đáng kể. Xin mời bác sĩ Ba Hiếu bổ sung thêm trả lời các câu hỏi. Em cảm thấy xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thế thì có hai cái câu hỏi, sẽ xin phép được trả lời câu hỏi số 2 trước, tức là sau khi can thiệp thủ thuật như này thì chống đông sẽ dùng như thế nào nếu như trong trường hợp bệnh nhân tăng huyết áp, mà đơn thuần mà chúng ta sau triệt phá thần kinh giao cảm của mạch thận thì chúng ta sẽ duy trì cái aspirin hoặc clopidogrel trong trường hợp không sử dụng aspirin trong vòng 1 tháng thôi. Trước đây thì là 3 tháng nhưng hiện tại thì họ chỉ cần 1 tháng. Thứ hai nữa là về mặt chống chỉ định thì trước hết nó là một cái thủ thuật xâm lấn, và vì vậy với bất cứ cái thủ thuật xâm lấn nào nó cũng sẽ có chỉ định chống chỉ định về mặt rối loạn đông máu, về mặt nhiễm khuẩn, tức là những cái thông thường như vậy. Thế còn riêng về mặt cái tăng huyết áp thì khi mà chúng ta nói về các cái tăng huyết áp, thể tăng huyết áp, thì có lẽ đối với cái tăng huyết áp thứ phát có nguyên nhân thì hiện nay đa số các quốc gia thì đều đều không sử dụng trong trường phương pháp triệt phá thần kinh giao cảm động mạch thận này đối với trường hợp bệnh nhân bị tăng huyết áp thứ phát. Chỉ có một số trường hợp tăng huyết áp thứ phát đặc biệt và một số các quốc gia thì họ phê duyệt cho cái chỉ định này. Tuy nhiên chúng tôi hiện nay giống như là khi mà chúng ta quay trở lại cái phương pháp này và chúng ta mất thời gian mà khá lâu để chúng ta có thể thu lại được cái niềm tin của bản thân trong cái cộng đồng của các bác sĩ tim mạch, thì chúng tôi trước hết là chúng tôi chỉ xin phép được tiến hành với những trường hợp bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị, tăng huyết áp dùng nhiều thuốc, hoặc một số các trường hợp đặc biệt trên cơ sở đã có sự tham khảo. Thì đấy là xin phép được trả lời bạn về mặt các cái câu hỏi như vậy. Xin phép. Vâng, thì câu hỏi chống chỉ định thì làm rõ, thì bác sĩ Phan Hiệu đã trình bày thêm là ngoài cái chuyện đó thì nếu mà bệnh nhân có tổn thương động mạch thận ở nền đặt stent thế rồi thì chúng ta không có làm, hay là nói cách khác đấy là có thể nghĩ tới là tăng huyết áp thứ phát. Rồi những bệnh nhân có chức năng thận quá là kém, dưới 40 à, theo hiện nay thì các hiệp hội người ta không khuyến cáo. Thế tuy nhiên là mấy ông Trung Quốc ấy, ông lại còn đốt để ông chữa những cái bệnh nhân tăng huyết áp, bệnh nhân suy thận mãn tính còn phải chạy thận nhân tạo rồi cơ, thì nó thêm đốt thêm vào thì có thể làm giảm. Những cái đấy vẫn là chỉ là đang trong vấn đề nghiên cứu. Còn hiện nay mà châu Âu và Mỹ cho phép thì chỉ được phép khi cái mức lọc thận là trên 40 thì chúng ta được chỉ định một cách gọi là chính thức như vậy. Thì chúng tôi cũng xin bổ sung thêm để chúng ta cũng nắm bắt được như vậy. Vâng, thì chúng ta cũng chắc là còn nhiều câu hỏi thì chúng ta cứ gặp bác sĩ Ba Hiếu nhé. Còn bệnh nhân mà cần bàn thì cứ gửi cho bác sĩ Ba Hiếu, bác sĩ sẽ giải thích rất là rõ. Và xin mời chúng ta đi làm việc ạ.